đau quá, đau quá. Cầu xin chúng mày hãy tha cho tao. Tao không còn vợ với con ở nhà nữa. Đừng mà, đừng mà. Vợ con của mày để cho bọn tao xài. Chết đi. Không. Đầu mình choáng quá. Lũ khủng long cano không còn tấn công mình nữa. Bọn chúng chết rồi sao? Cơ thể của mình bị thương nặng quá, mình không thể cử động được nữa. Thứ gì trên bầu trời vậy? Là một vật thể bay hình tròn. Không lẽ nó đã cứu mình sao? Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Trời đất ơi, cơ thể mình cử động được rồi. Nhưng tại sao cơ thể mình lại xuất hiện nhiều thứ lạ thế này? Không lẽ là do vật thể bay trên bầu trời hồi nãy đã làm hay sao? Nhưng nó bay đi đâu mất tiêu rồi? Không biết nó đến từ nơi nào và nó biến đổi cơ thể của mình vì mục đích gì chứ? Tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa, nhanh chóng lấy hết số thịt của lũ khủng long cano này đem về cho vợ của mình ăn trước đã. Chào các bạn, tôi là một con khủng long Spinosaurus và vợ của tôi mới vừa đẻ trứng, nên tôi muốn đi thật xa kiếm cái thứ gì đó ngon cho vợ của mình ăn thì gặp cảnh tượng hồi nãy. Giờ thì tôi hơi khác một chút, nhưng may quá tôi vẫn quay trở về nhà với vợ con của mình. Tới nhà của tôi rồi kìa. Spino cãi à, nhìn em thật quyến rũ đó. Sao trong hang ổ của tôi lại xuất hiện một sinh vật đực lạ lùng thế kia? Không lẽ vợ của tôi canh lúc tôi đi kiếm thức ăn lại dắt chai về nhà hay sao? Em yêu à, cứ nằm yên đi, để cho anh lo hết. Vậy mà tôi đi liều mạng kiếm thức ăn cho cô ta, cô ta lại cắm sừng tôi. Không đúng, không đúng. Nếu vợ của mình ngoại tình, chắc chắn sẽ tìm một con spider đồng loại đực khác để cắm sừng. Chứ tại sao lại tò tí te với một loài khác? Vợ của mình đã chết. Khổ kiếp, cái con quái vật đầy lửa này, tao liều mạng với mày. Cái gì thế kia? Một con spider đực à? Dừng lại đi, dừng lại đi. Không phải tao giết vợ của mày đâu. Tao chỉ thấy xác vợ mày chết, tao thèm quá, tao cô đơn quá, đến tới làm bậy tí thôi. Mày không giết thì ai giết? Còn dám xúc phạm vợ tao nữa, chết đi, chết đi. Không phải tôi giết đâu, là lũ quái vật khổng lồ để giết đó. Tôi thấy bọn chúng đã ra tay. Tha cho tôi đi. Đâu đúng sự thật là như vậy, người cũng vẫn đáng chết. Người dám làm nhục vợ của ta, xuống địa ngục đi. Vợ ơi, Cái con hãy chờ cha. Cha đi trả thù cho mẹ, rồi sau đó cha sẽ quay về chăm sóc cho các con. Thật không ngờ, khi vừa mới quay về hang ổ của mình, tôi đã chứng kiến một cảnh hết sức đau lòng. Vợ của tôi bị những sinh vật khổng lồ kỳ lạ nào đó giết chết. Đã vậy còn bị sinh vật lửa kia làm nhục. Nhưng không biết do tôi tức giận, may mắn hay là do cơ thể mới, mà tôi đã lao vào giết chết sinh vật lửa đó. Sau đó thì tôi cũng cấp tốc đi tìm những sinh vật khổng lồ. Đi không được bao xa, tôi đã phát hiện ra bọn chúng. Thật khốn kiếp, tao phải trả thù cho vợ của ta. Lại là cái lũ khủng long Spinosaurus, không biết tự lượng sức mình, chết đi. Trả thù, mình phải trả thù. Là vật thể bay, là bọn cứu tôi lần nữa. Thật không ngờ bên trong vật thể bay này lại xuất hiện nhiều sinh vật lạ đến thế. Làm ơn các người hãy cứu sống ta, làm cho ta mạnh hơn, để ta giết hết lũ quái vật khổng lồ đó, trả thù cho vợ ta. Ta sẵn sàng làm những gì các người muốn,
Thậm chí các ngươi có thể mổ nội tạng ta bán cho Trung Quốc cũng được. Được. Hào Hán, Hào Hán. Anh Lâm, ngài không nhận ra chúng tôi hay sao? Cái gì? Đây là lần đầu tiên ta gặp các ngươi, thì làm sao ta là ân nhân của các ngươi được? Để chúng tôi nhắc cho ngài nhớ, cách đây 10 năm khi vô tình bay ngang hệ mặt trời, chúng tôi đã bị gặp nạn, thế là rơi vào trái đất này. Sau đó có một chú khủng long Spinosaurus con đã giúp chúng tôi bảo vệ chúng tôi khỏi lũ thú dữ. Sau đó thì chúng tôi cũng đã hồi phục phi thuyền, nhanh chóng trở về hành tinh của mình. Nhưng chúng tôi vô cùng biết ơn con Spinosaurus đó, và đó chính là ngài. À, ta nhớ rồi, thì ra thứ đó là phi thuyền bay của các ngươi à. Hay quá, hay quá. Làm ơn, nhanh chóng hãy cứu sống ta lại đi. Ta muốn đi trả thù, muốn báo thù cho vợ con của ta. Được rồi, chúng tôi sẽ giúp ân nhân ngay. Thưa các bạn, thì ra đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao cái vật thể bay đó luôn giúp đỡ tôi lúc tôi gặp khó khăn nhất. Và sau đó thì những người ngoài hành tinh kia cũng đã biến đổi tôi một lần nữa. Bọn chúng đã hồi phục tôi, thậm chí còn làm cho tôi ngầu hơn và gắn nhiều súng ống lên người của tôi hơn, khiến tôi bá cháy bồ chét. Được rồi, đến lúc tôi phải tự mình đi báo thù, tự mình hạ cái lũ quái vật khổng lồ hồi nãy định giết chết tôi. Kỳ này tôi phải khiến cho bọn chúng thật đau khổ, sống không bằng chết. À đúng rồi, tôi sẽ kêu con khủng long hàng xóm của tôi, vừa đen vừa thúi vừa hôi, tôi về cho bọn chúng tới chết luôn. Khó, chết mẹ. Kìa rồi, cuối cùng cũng lại phát hiện được cái lũ khốn kiếp này. Lúc các ngươi phải đền tội của mình rồi. À, lại là một con Spinosaurus. Wow, sao mình mạnh thế này? Những khẩu súng trên người của mình bắn ra những thứ đạn khiến cho lũ quái vật khổng lồ này không con nào sống sót. Trời đất ơi, lợi hại quá. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã báo thù được cho vợ của mình. Được rồi, đến lúc quay trở về nhà chăm sóc những cái trứng con của tôi, hy vọng bọn chúng lớn lên sẽ có được một cuộc sống yên bình hơn tôi bây giờ. Các con ơi, cha về rồi đây. Các con đừng sợ nữa, có cha đây mãi mãi không có sinh vật nào dám đụng tới các con đâu. Hả? Trứng các con của tôi đâu rồi? Không. Rốt cuộc là kẻ nào? Hả? Chị gái của mình. Chị ơi. Hả? Tiếng của em trai mình sao nghe quen quá vậy? Ủa, ngươi là ai? Là em đây, em trai của chị đây. Em bị người ngoài hành tinh thay đổi cơ thể, nhưng chuyện dài dòng lắm, em sẽ kể chị sao. À đúng rồi, cái con của em đâu rồi, chị có thấy không? Chị vừa nghe tin vợ của em bị giết là lập tức chạy tới đây. Khi đến đây thì thấy một con lươn to lớn khổng lồ đang nuốt những cái trứng của em vào bụng, và sau đó chạy xuống biển. Không. Chị đuổi theo cắn nó chứ không được. Không, cái con ơi, em phải liều mạng xuống dưới biển tìm ra được con lươn khổng lồ đó, mổ bụng nó, đền mạng cho cái con của em. Chị đi với em, chị sẽ giúp em một tay. Không, bây giờ chị hãy giúp em đi tìm những sinh vật người ngoài hành tinh, bọn họ đang ở trong một cái đĩa bay bay lên lấn trên bầu trời. Hả? Nhanh đi chị, phải tìm được họ, cầu cứu họ, chắc chắn họ sẽ đến đây. Nếu em không may có mệnh hệ gì, họ chắc chắn sẽ trả thù cho em. Đi đi chị. Sau khi dặn dò chị của tôi đi tìm người ngoài hành tinh tới đây giúp đỡ tôi một lần nữa, thì tôi cũng lập tức nhảy xuống biển đi tìm con lươn khổng lồ đã nuốt những đứa con của tôi vào bụng. Hả? Nhìn kìa, là một cái trứng con của tôi. Hay quá, cứu được một đứa rồi, nhưng mà những đứa còn lại không biết còn sống hay không nữa. Được rồi, cha sẽ cố gắng hết sức cứu các con, nếu không cha sẽ báo thù cho các con. Kìa, mình thấy lũ lươn khổng lồ rồi. Thật đáng ghét, cái lũ này biết bao nhiêu thứ không ăn.
mà lại ăn trúng trứng con của mình chứ. Vậy thì các ngươi đừng có trách ta đại khai sát giới. Thật đáng ghét, con khủng long kia to gan dám tới địa bàn của bọn ta à? Định tới đây dê bà già hay là bắt cóc con nách vậy? Các ngươi cũng nói lý lẽ với ta nữa à? Trong khi đó các ngươi lên bờ ăn lấy trứng của ta, bây giờ còn nói lý lẽ để làm gì nữa chứ? Chết tiệt, cái lũ này trong bụng bọn chúng không có trứng con của mình, chứng tỏ bọn chúng không có ăn, chắc chắn là một con lươn khổng lồ khác. Hả? Dưới kia là một con lươn chúa, nó to quá, to hơn nhiều so với lũ lươn mình vừa giết. Có khi nào nó là kẻ đã nuốt số trứng của con mình vào bụng không? Chết tiệt, con Spino sâu rớt đi. Mày dám giết hết con cháu của tao, tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh. Gì vậy? Trời đất ơi, sao nó mạnh dữ vậy? Nó khác xa so với những con lươn hồi nãy mình vừa giết. Không, người ngoài hành tinh, hãy tới cứu tôi đi. May quá, cuối cùng các ngươi đã tới kịp rồi. Ông nhân, ngài không sao chứ? Chúng tôi vừa nhận tin từ chị của ngài là lập tức tới đây liền. Cơ thể của tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Mau lên, hãy nâng cấp cho tôi mạnh thêm một tí nữa đi. Tôi phải giết chết con lươn bỉ khổng lồ đó để báo thù con của tôi. Làm ơn đi. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Nào, bắt đầu nâng cấp cho ân nhân của chúng ta đi các anh em. Cảm ơn những người ngồi hành tinh thật nhiều. Được rồi, mình cảm thấy một nguồn năng lượng rất lớn trong người của mình. Lúc rồi, cho con lươn khổng lồ đó một bài học thôi. Cái gì thế kia? Lại xuất hiện thêm một con Spinosaurus nữa à? Người không nhận ra ta à? Vừa nãy mém nữa ta bị người giết chết đó, nhưng lần này người không có cơ hội đâu. Hả? Thì ra là người. Tại sao người có thể thay đổi thế kia? Nhưng người dù biến đổi như thế nào cũng không thể chống lại ta được đâu. Chết đi thứ rác rưởi. Người mặc dù rất mạnh, nhưng ta không phải là ta lúc nãy rồi. Bây giờ ta đã khác. Không biết ai mới là kẻ chết đó. Không thể nào. Không. Con của mình. Thấy rồi. Bọn chúng vẫn chưa bị đập nát. Hay quá. Nào, về nhà với cha thôi. Vâng, cuối cùng trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi đã tìm được những cái trứng của con tôi. Và đủ số lượng, tôi cũng nhanh chóng đưa bọn chúng về nhà và bảo vệ nuôi bọn chúng thật khôn lớn. Đến đây cũng là toàn bộ nội dung. Tôi từ một con Spino bình thường biến thành một con Spino robot công nghệ người ngoài hành tinh rất đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.